hôm qua tiễn cái em gà chọi kia đi rồi, nên hậu chị hôm qua thì ba mình mang một cái em gà mới đây nè các bạn. Đó các bạn thấy không, cái con này thì cái tích của nó không có to trắng bằng cái con vừa rồi, cái cửa của nó cũng không có bằng luôn các bạn. Giống như con kia nó lớn tuổi hơn nhiều đó, con kia nó hăng dữ lắm nha các bạn. Mấy bạn mình mà đưa cái điện thoại vô là nó bay tứ lung tung luôn nè. Ví dụ như cái con này đã có sao nha, đây là lần đầu tiên mình quay phim luôn đó, mình quay phim nó nha các bạn. Con này chắc ở dưới ba mình cũng hay gần gũi với nó, nên thành ra nó cũng tính ra cũng dạng nha mấy bạn. Nó không có lung tung. Chân của nó cũng có một chút vàng vàng ở phần dưới nè các bạn thấy không? Đó. Cái cửa của nó không bằng con kia rồi. Cái con này ba mình chắc là chưa mài cửa rồi các bạn. Đây mình thấy cái cửa nó còn nhỏ và dài lắm. Kiểu này đập máy con này chắc cũng hơi đau nha. Lông của nó cũng hình như là nó nhiều lông hơn thì phải. Không biết là cái con kia nó rụng lông hay là cái con này nó lông như vậy là nó đã hình hiện ra mấy bạn. Tại mình thấy con kia nó thường xuyên nó rụng lông này. Chắc là do nó đập máy đập cánh dữ quá đó bạn. Đó. Mày thấy chưa? Được chưa, được chưa? Hôm nay gà mái không có bạn chắc cũng được mấy hai ngày rồi đó. Sáng cho nó ăn nha. Thôi bà bé. Bữa nay đưa hai cái em gà Thái mini này về cho Vinh nha mấy bạn. Thường thì nếu mà mấy em gà con nhỏ nhỏ thì mình sẽ để vào cái rổ nhựa như thế này nè mấy bạn, để phòng hờ mấy cái trường hợp mà người ta chất đồ hàng nặng đồ nó trúng thì nó không có sao hết trơn á. Còn để thùng giấy đối với gà lớn thôi à. Nhưng mà trước giờ mình gửi xe khách thì mình thấy an toàn lắm. Người ta chú ý gà con á mấy bạn, chứ không phải là người ta bỏ này bỏ kia đâu. Hôm bữa mình đang lên về cái con gà rừng trống này các bạn. Nhiều bạn vô nói con này là không phải F1, nhưng mà mình thấy con gà rừng này F1 mà ta. F1 nhưng nó được thuần rồi nha mấy bạn. Nó được thuần rồi nó rất là dạng luôn á. Còn mấy cái con rừng rặt về mà không có thuần là nó rất là nhát các bạn. Với lại nó có khi không chịu ăn uống đâu. Con này mình thấy đẹp ghê luôn nè mấy bạn. Nó nhỏ xíu rồi nó ốm nhom nhách rồi bạn. Tưởng như là phần lông thôi à. Đó, các bạn thấy nó bay không? Nó bay trên không mấy bạn? Nhiều bạn còn nói con này không phải F1, nó là F mấy, cái N gì luôn á. Trong khi lúc mà ba mình đi tới chỗ người ta là người ta báo vậy á. Mình thấy nó đẹp lắm mấy bạn. Mấy bạn thật sự nếu bạn nhìn bên ngoài thì nó tương tự như con gà lúc trước của mình luôn á. Như vậy thì nó đạp máy mới ok, mấy chỗ chúng ta có thuyền gà nó không đạp máy được luôn mấy bạn. Nó đang dí con gà bông của chú Tám mình đó. Vô cái nhà gà rừng này bỗng dưng thấy nhộn nhịp hẳn ra luôn á bạn. Nó bay quá bay luôn. Nó đâu giống như mấy con gà Thái đâu. Mấy gà Thái nó chạy nó đi dưới đất không bạn, nó không có bay. Hả? Con gà con hay là gà 3 tháng 5 tháng gì cũng bay hết, gà mái gà trống vậy bạn không phân biệt nha. Ôi nó ngủ trên đây rồi. Nó ngủ trên cao nè bạn. Bởi vậy mấy con côn trùng rắn rít đồ làm gì được nó. Này cái bạn Sarama của mình bắt đầu đẻ lại rồi nè mấy bạn. Hồi cái trứng này mấy bạn nhìn cưng ghê không? Nhỏ xíu xíu à. Vậy chứ cái trứng này mình thấy nó cũng tầm trung á nha. Có nhiều cái trứng nó Sarama nó còn nhỏ hơn vậy đó các bạn. Tầm 2/3 cái trứng này á. Đây, cái em Sarama trống nè. Bay xuống coi coi. Trời ơi này. Con này đôi giỡn ghê không? Mấy gà mái nè. Rồi con chú Tiết cũng bay xuống luôn rồi. Trong cái bài này của mình thì có một trống với ba con gà mái nha. Ba con gà mái mỗi con một màu khác nhau nha mấy bạn. Mình để cho nó phối tầm lum la vậy luôn, chứ mình thật sự không có ghép cái con nào nhất định với cái con nào hết trơn á. Rồi thì mình sẽ đổi con này con kia qua lại với nhau nhé. Với cái nhà bên đây nè mấy bạn. Đó, có cái em ở như cơ luôn nè. Bây giờ là gần 9 giờ khuya rồi nè mấy bạn. Mà cái lò ấp của mình nó chuẩn bị nở ra cái bầy gà mới rồi, 100 con lận mấy bạn. Hồi chiều này nó nở ra một em rớt xuống mà mình không biết. Cái sao mình mới bỏ xuống bây giờ mấy bạn. Đó, mới trong vòng 2 tiếng đồng hồ mà nó nở quá trời mày nở luôn mấy bạn ơi. Bên đây là chỉ có trứng đồng trứng đại điểu với trứng Thái Sarama thôi nha bạn. Mấy trứng đầu xù mình để bên cái lò to này nè. Ông anh mình đang tranh thủ làm cho kịp để ngày mai mình xuất cái bầy nó ra chuồng luôn. Chứ mà để nó trong đó lâu thì nó cũng không có gì ăn uống, nó đói lắm mấy bạn. Mấy cái lồng này nè. Hồi xưa mình mua sập bè đó mấy bạn. Bây giờ hỏm cái đợt rồi mình đã phơi nắng diệt khuẩn hết rồi, sau một cái đợt gà mình xuất đi là mình sẽ diệt khuẩn cái chuồng nha mấy bạn. Chứ không là để như vậy thì cái chuồng nó dễ bị nhiễm bệnh lắm. Một đợt gà con thì mình sẽ chia ra làm hai cái lồng 1m x 50 nha. Mình sẽ phân ra là Sarama với Thái là riêng, còn đậu xù với đà điểu là riêng nha mấy bạn.
do mấy hai cái con nó lớn hơn như cái bầy nè. À mình mới nè, cái bầy này lớn hơn nè các bạn. Trong cái lồng này mà thật sự là mình nuôi 50 con là cái con là nó bị chặt luôn á mấy bạn. Nên mình sẽ nuôi được khoảng như cái lồng này nó to, mình nuôi tầm 20 con thôi mấy bạn. 20 con lỗ lại nha. Đây là cái bầy, mấy cái bầy gà mới nở nè. Cái bầy này là nở được khoảng 10 ngày rồi mấy bạn, một tuần 10 ngày. Còn đây là mới nở hầu được 3 ngày. Đây, các bạn thấy không? Mấy cái em đen đen này là con của con gà thái cú rồi nè mấy bạn. Đợt này mình cho con gà thái cú đập nhiều lắm nên thành ra nó hơi cái màu đen tối tối vậy, chứ mốt lớn lên nó sẽ ra cái màu cua, có thể là ra được màu cú nha mấy bạn. Để có mấy em gà nồi mắc cười quá. Công việc mỗi ngày của mình với ông anh là khá nhiều công việc các mấy bạn. Nói là mấy bạn dọn phân rồi này kia rồi làm chuồng mới rồi cho tụi nó là cũng hết cả ngày luôn á. Rồi bơm vaccine đồ này kia nữa. Chứ không phải là mấy bạn nó nuôi gà không là sướng đâu nha mấy bạn. Này nói nó đi phân chỗ này là mình phải lót báo rồi mình phải vệ sinh mấy cái khay phân này nữa mấy bạn. Rồi mình cũng chuẩn bị nhiều cái gói hàng này, mình có đặt trên sạp bè đó là mình đặt về bóng đèn nè, rồi mấy cái khay ăn của tụi nó nữa mấy bạn, máng nước đồ này kia nữa, nhiều lắm. Rồi hai cái em gà ở dưới nè, nó quánh nhau dữ quá mấy bạn, mình tách riêng ra luôn. Mấy con này vậy chứ có nhiều con nó không ăn, nó không bưa người khác. Rồi thôi tách ra riêng luôn, nó còn đi rỉa mấy cái lông chóp của mấy cái con đậu xù nữa mấy bạn, bó tay luôn á trời. Đây, còn đây là cái khu nhà mấy em gà rừng, chủ yếu là mấy em gà rừng với có mấy em gà nồi nữa bạn. Hôm bữa có thêm gà tử mỹ trong này nè, mà cái anh chị anh lại nhà mình đóng bắt ăn, ảnh bắt cái con gà tử mỹ rồi các bạn. Anh về còn hai em gà nồi cục cỡ luôn, nhưng mà nó cao ghê các bạn, nó cao to lắm không. Cỡ này thì cái nhà này mình nuôi mấy em sù đen xám nè, có mấy em đèn xơ đen đen bạc với mấy em xúc ngọt đó bạn. Với gà rừng mình thấy nó cùng cỡ với nhau nên mình đặt chung á. Chứ cái con nào mà nhỏ hơn như Sarama Thái mình để riêng nha. Đó, nguyên bày gà rừng rồi này. Gà rừng của mình đây cũng có nhiều lứa lắm. Đây nè. Tới mình với ông anh mới soạn ra nè các bạn. Ở đây là mấy cái khung lưới mình mua mới nha. Mấy cái khung hả mình mua thanh lý mình sẽ hết trơn luôn các bạn. Thật sự là không đủ luôn á. Một tấm như vậy thì một mét vậy là gần cả trăm nha mấy bạn, chứ không có rẻ đâu. Còn mấy cái tấm này là 30 ngàn nè, một nửa. Tùy theo cái mức số lượng chuồng với lại cái số lượng con gà nhà mình mua cho nó phù hợp. Với lại cái diện tích đó. Ở nhà mình thì được cái khu chỗ này nó còn trống nè, nên mình sẽ đem mấy cái gà giò ra đây nha các bạn. Giờ buổi sáng nắng nó chiếu vô chỗ này nè, nó cũng khỏe gà nữa. Ở đây còn cái em mấy em gà rừng, như đây là mấy em chân gà giò nè. Đó, các bạn thấy không, nó bự rồi mấy bạn. Nhảy bay lung tung vậy đó. Đưa cái điện thoại vô mà nó vậy đó mấy bạn. Trời ơi, cái bao cám gà con bữa mới mua nửa bao cách đây khoảng 4 ngày mấy bạn, mà giờ nó ít hết rồi. Nay gà con số lượng nhiều quá, nó hết luôn rồi, xỉu rồi mấy bạn. Còn đây là bao cám gà đẻ nè. Cái tần suất thì nó năng suất ăn nó cũng y như nhau luôn. Vì mình mua một bao nè, cái bao cám gà đẻ là mua một bao không á, mai là ba gà mấy là hết rồi. Thế nên là cũng nó còn ăn khỏe đó bạn, cũng thôi nói chung là cũng vui. Nguyên con chuồng này mà mấy bạn nghĩ coi nó ăn bao nhiêu. Trời ơi cái này, mấy cái thằng gấu đô la của mình nè, tối nhà nó cứ đi nó ăn ngót cái đồ ăn của mấy gà đó bạn, thả nó ăn dưới cũng sao, nói chung như vậy cũng đỡ nè. Ôi nó phá cái ăn nó bừ ra chưa, đổ hết xuống dưới luôn rồi, ổn ghê luôn á. Cái này mình sẽ đi hốt cho bỏ cho mấy cái con vịt thu vịt ngoài kia ăn nha các bạn. Phá quá phá luôn rồi, giờ không biết làm cách nào luôn á. Từ khi mình đem cái khay này ra ngoài hàng rào á là mình thấy mình đỡ phải cực hơn trong cái quá trình mà cho thức ăn đó mấy bạn. Nó đưa cái đầu nó ra đây nè, cái lỗ to to này nè, nó ăn con nào mà ăn thì con kia ăn sao vậy đó. Nói chung cũng đỡ hơn, nhưng mà nặng cái là con gấu của mình nó sẽ đi nó liếm láp mấy bạn. Nó đói đói quá là đi liếm láp như cái này nè, có cái dấu gấu qua liếm mình đó. Nó đang ngậm liếm rồi bạn thấy không. Thôi giờ chị sao giờ, nó đỡ mất thời gian của mình hơn đó mấy bạn. Từ khi cái em gà Đông Tảo bị tật mất rồi á mấy bạn, cái xong mình cảm thấy như cái khu này nó vắng lặng hẳn ra luôn, không còn cái sự sống trong này nữa, chỉ có cây cảnh thôi à mấy bạn. Nên mốt chắc là mình cũng sắp xếp mình dọn dẹp lại, mình làm một cái khu bên đây mình nuôi ha. Nè mình có mấy che đầu sẵn hết rồi, nhưng mà nó giống như kiểu nó một mình, hôm bữa nó buồn quá rồi mấy bạn, cái thôi nó cũng đi luôn rồi. Mình cũng
giờ để nguyên cái khu hiện trạng bây giờ nè, cũng chưa có thời gian dọn dẹp nữa mấy bạn. Đây bữa mình gieo mấy cái hạt giống cải rồi nè, mà giờ lên cải có 2-3 cọng, mà toàn là rau dền không mấy bạn. Rồi mình có quay cho bạn xem á, mình cũng bỏ mấy cái phân vỏ trấu rồi vô đây nè để cho cung cấp dinh dưỡng cho nó đó. Thấy rau dền nó cũng tốt rồi á.